Xin chào các khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta đang đến với bản tin bóng đá Việt. Mở đầu cho các thông tin ngày hôm nay sẽ là câu chuyện được nhiều người quan tâm ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman. Danh tính về tổ trọng tài sẽ bắt chính trận đấu này đã được tiết lộ. Không những vậy, đây đều là những gương mặt từng gặp. Những quyết định của ông về VAR từng mang đến nhiều điều có lợi cho đội tuyển Việt Nam. Vào tối qua, tổ trọng tài được Liên đoàn bóng đá thế giới phân công làm nhiệm vụ trong trận Việt Nam Oman tại lượt trận thứ 9 vòng loại 3 World Cup 2022 đã có mặt tại Hà Nội. Những người cầm còi trong trận đấu sắp tới bao gồm trọng tài chính ông Haftab Hanna người Syria, hỗ trợ ông là trợ lý Ahmad Ali và Ahmad Sid Alassin. Trọng tài bàn sẽ là ông Kasim Esi. Trong phòng VAR sẽ là ông Sivakorn Puodom người Thái Lan và trợ lý trọng tài VAR là ông Ankaisi. Trước đó vào tháng 11 năm 2021, tổ trọng tài chính cũng đã sang Việt Nam để tham gia trận Việt Nam đối đầu với Ả Rập Xê Út cũng tại vòng loại 3 World Cup. Hai đặc điểm đáng chú ý của trọng tài chính trong trận cầu nói trên là khi ông Haftab rút thẻ vàng cảnh cáo Văn Toàn, khi tiền đạo người Hải Dương đã ăn vạ để đòi hưởng penalty, hay khi ông Haftab yêu cầu tham khảo công nghệ VAR và không công nhận bàn thắng của Ả Rập Xê Út. Trong trận cầu Việt Nam đối đầu với Oman sắp tới, lần đầu tiên FIFA đã cử một cán bộ của Việt Nam là bà Vũ Thị Trang làm nhiệm vụ điều phối VAR. Vào hôm nay, tổ trọng tài sẽ có buổi tập tại sân Hàng Đẩy và vào ngày 23 tháng 3 sẽ tiến hành thử VAR ở sân Mỹ Đình. Còn đội khách Oman dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào lúc 18 giờ tối nay. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Xin mời quý vị các bạn đến ngay với những thông tin nóng hổi này. Nối dài những chiến thắng đầy vinh quang của các cầu thủ Việt Nam trên đấu trường khu vực, FPT Play tiếp tục mang đến cho khán giả Việt Nam giải vô địch bóng đá Đông Nam Á AFF Championship 2022 được phát sóng tại 4 quốc gia là Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Giải đấu dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay và được FPT Play tường thuật trực tiếp trên các hạ tầng mặt đất, cáp, vệ tinh, IPTV, Internet, di động, trình chiếu công cộng và khai thác trên mạng xã hội. Theo đó, sau thành công từ vòng loại World Cup khu vực châu Á, FPT Play mong muốn đóng góp một phần công sức nhằm tiếp tục đưa những khoảnh khắc chiến thắng đến với đông đảo công chúng. Và AFF Championship 2022 chính là sự cố gắng tiếp theo. Song song với công tác triển khai giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2022, FPT Play cũng duy trì đồng thời nhiều lịch trình các giải đấu lớn trong nhiều bộ môn sẽ lần lượt được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Ngoài hệ thống các giải đấu UEFA, FA Cup đang được FPT Play gửi đến khán giả. Vào tháng 4 và tháng 6 năm nay, người hâm mộ sẽ được thưởng thức hai câu lạc bộ là Hoàng Anh Gia Lai và Viettel, đại diện bóng đá Việt Nam tham gia vòng bảng AFC Champions League và AFC Cup diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là các giải đấu võ thuật như Bellator, FBL, KOK hay giải bóng rổ EuroLeague mùa giải 2021-2022. Diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19 đã khiến cho ông Park Hang-seo rất lo lắng. Đội hình của đội tuyển Việt Nam đã bị sứt mẻ nhiều so với danh sách triệu tập ban đầu. Sau bao ngày chỉ được nhận những tin không vui, thì giờ đây, những nếp nhăn trên trán ông Park đã có thể giãn bớt và nụ cười có thể nở trên môi. Đội tuyển Việt Nam đón chào sự trở lại của một cá nhân vừa mới khỏi bệnh. Sau chuỗi ngày liên tiếp phải đau đầu do lực lượng sức mẻ bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, hôm qua huấn luyện viên Park Hang-seo vừa đón nhận tin vui mang tên Đào Văn Nam. Trung vệ sinh năm 1996 vừa cho kết quả âm tính sau nhiều ngày được điều trị cách ly. Trước đó, trung vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là cái tên được ông thầy người Hàn Quốc triệu tập bổ sung thay thế cho Bùi Tiến Dũng bị chấn thương. Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi lên tập trung cùng các đồng đội tại tuyển quốc gia, thì Văn Nam bị dương tính với Covid-19. Với kết quả âm tính này, Đào Văn Nam đã đủ điều kiện trở lại tập luyện cùng toàn đội để chuẩn bị cho trận đấu gặp Oman vào ngày 24 tháng 3 tới. Ngoài trường hợp của Văn Nam, hiện huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đang chờ thêm kết quả âm tính từ 4 cái tên vẫn còn đang cách ly khác là Hồng Duy, Ngọc Quang, Hải Huy và Văn Hoàng. Đội tuyển Nhật Bản cũng vừa đón tin không vui khi buộc phải gạch tên hai trụ cột là tiền đạo Yuya Osako và hậu vệ Hiroshi Sakai bị chấn thương. Tiền đạo thuộc biên chế Vissel Kobe luôn là lựa chọn số 1 ở vị trí tấn công của huấn luyện viên Moriyasu. Chân sút sinh năm 1990 cũng đã ghi 10 bàn sau 11 trận ra sân tại vòng loại World Cup 2022, trong đó có 2 bàn vào lưới đội tuyển Trung Quốc, trong khi hậu vệ của Urawa Refs là cái tên dày dặn kinh nghiệm với 2 lần dự World Cup. Huấn luyện viên Moriyasu cũng đã ngay lập tức triệu tập 2 cái tên thay thế, gồm Daichi Hayashi từ Sintruden của Bỉ và Shinosuke Nakatani của Nagoya Grampus để bổ sung lực lượng chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Australia vào ngày 24 tháng 3 và đón tiếp đội tuyển Việt Nam vào ngày 29 tháng 3 tới.
Sau những ngày thi đấu căng thẳng ở vòng loại U19 quốc gia 2022, lễ bốc thăm vòng chung kết đã diễn ra vào sáng nay với những cặp đấu vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn mang đến chất lượng chuyên môn cao cho giải đấu này. Kết quả bốc thăm vòng chung kết U19 quốc gia 2022 cũng sẽ là lời chào kết cho bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và gặp lại vào những bản tin sau. Sau 2 tháng tranh tài ở vòng loại U19 quốc gia, lễ bốc thăm cho vòng chung kết đã diễn ra vào sáng nay ngày 21 tháng 3. Những lá thăm may rủi đã đưa hai ứng viên hàng đầu cho chiếc vô địch là U19 Hoàng Anh Gia Lai và U19 Viettel vào bảng A Tử Thần, nơi còn có sự góp mặt của chủ nhà PVF Hưng Yên và U19 Long An. Trong khi đó, bảng B cũng được cho là khó đoán và hấp dẫn với sự góp mặt của U19 Hà Nội, U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Bình Định và U19 Đồng Tháp, Học viện Nutifood, U19 Thanh Hóa, U19 BKMX Bình Dương và U19 Sài Gòn nằm ở bảng C. Các bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt nhằm chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết. Vòng chung kết giải U19 quốc gia sẽ khai mạc vào ngày 22 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo trẻ PVF. Đưa bóng vào! Đường chuyền của... Đánh ra! Thần hưng phấn sau chiến thắng ngày đầu năm, đội tuyển Việt Nam quyết đòi lại món nợ lượt đi. Như vậy là trận đấu đã khép lại với phần thắng 3-1 nghiêng về phía đội tuyển Oman. Vòng loại 3 World Cup khu vực châu Á, Việt Nam, Oman, 19 giờ thứ năm ngày 24 tháng 3 trực tiếp trọn vẹn trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.